Ok, xin chào các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh channel của mình. Và hôm nay thì các bạn mình giới thiệu về các game trong Telegram. Thì các bạn chắc là cũng đã quá quen với Telegram rồi, thành ra mình cũng không muốn nói nhiều ở cái mục này. Telegram thì chắc chắn là uy tín rồi. Nhưng mà chắc các bạn là đang chỉ chơi mỗi con trâu này thôi đúng không? Chắc đa số các bạn đang bây giờ mình thấy thì đã đang chơi cái con trâu Clan Farm Post này. Đấy. Thì còn thực ra nó còn có mấy game nữa cơ, cũng giống hệt tương tự như con Clan Farm Post này. Cái Telegram này là được cái chắc chắn nó uy tín rồi, nhưng mà nó đào thì cực chậm luôn. Mình thấy mình cứ 2 ngày, chắc mình vào một lần mất 2 ngày vào một lần mà mình cũng chưa nhìn thấy tương lai của nó ở đâu cả. Nhưng mình nghĩ rằng là nếu như các bạn kết hợp cùng với nó là nhiều game vào cùng một lúc thì mình nghĩ là chắc 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 là nó cũng sẽ nhanh đấy. Thì trong bài này mình sẽ cho một cái lập một cái group, thì trong group đấy sẽ là tổng hợp hết tất cả các game này, các bạn chỉ việc vào và lấy game ra thôi và cứ thế là ấn chơi thôi. Cái này thì chắc chắn là các bạn đều biết rồi, ở đây mình có mô tả qua đây những nói dòng này mô tả qua cho những bạn nào chưa biết để cách làm. Thì thực ra bọn bọn này nó cũng chung thôi mà, nó cũng như nhau ấy. Thực ra là nó phát triển theo kiểu nhiều nước khác nhau. Đây có cái How Money Post này, ở cái dưới con trâu mình post này, thì cái này này đây đấy, mình mở ra cái này hình như là của Việt Nam phát triển, mình thấy có tiếng Việt. Còn những cái kia mình lại thấy chỉ cho lựa chọn tiếng Anh, xong rồi có cái là lựa chọn tiếng tiếng ấy nữa. Đấy, cho lựa chọn tiếng Việt này. Đấy. How many code? Lựa chọn tiếng Việt. Đây này. Cái này thì đã từng có bạn hỏi mình rằng là anh ơi, nếu mà bây giờ em đang đào Bitcoin thì máy em mất đi thì làm thế nào? Vì những cái trang web cái đào này nó chỉ cho rút bằng cách cho ví vào thôi, chứ nó không cho lưu lại tài khoản. Vậy em đang đào lửa chừng chưa đợi đến thừa rút thì sẽ làm thế nào? Thì mình cũng chắc đấy mình cũng không biết được, vì máy mình chưa mất bao giờ thì mình cũng không biết. Nhưng mà mình dám khẳng định bạn là cái Telegram này, dù bạn có mất máy chăng nữa, bạn chỉ cần nhập lại cái số điện thoại đây là đảm bảo là bạn cũng không ấy luôn, thì đảm bảo bạn vẫn không mất luôn. Đây mình bắt đầu thu tiền của cái nhà này đấy, mình có tổng họ thu tiền đấy, bạn đã thu tiền thành công. Em mua nhà ATM đổi gửi thanh toán 1.000 cái tiền này, 1.000 tương đương với 1.200 đổi gửi. Mình nghĩ mình chưa đến lúc đấy, mình chưa lúc đấy. Đấy, mình bây giờ mình đang thu tiền nữa. Mà cái tiền này chưa đáng vào đâu cả. Mình vẫn cứ thu tiền đều đều. Thì có những cái tiền này thì mình bắt đầu mua những cái nhà này. À, mua, mua, mua được cái nhà này. Thực ra cái này cơ chế nó cũng giống nhau mà. ATM này. Chuyển đổi này. Okay. Mấy cái này toàn tiếng Việt nên các bạn về đây đổi này. Mình đang có 7.000 đồng tiền đô, đổi ra cái kia đổi 3.000 luôn. Cái này đổi nó về cơ chế toàn giống nhau đấy, bạn thành công được 4. Về cơ chế thì tất cả những cái này giống giống nhau cả nhé. Mình sẽ để link group ở dưới phần mô tả của video, các bạn chỉ tốt nhất là các bạn nên truy cập bằng điện thoại. Thì khi truy cập bằng điện thoại này bạn sẽ được link thẳng đến group này luôn. Và như thế bạn chỉ cần zoom vào thôi. Khi nào có game mới mình sẽ bút luôn ở cái group này. Thì các bạn chỉ việc zoom vào và mua sản phẩm theo cái mỗi lần nó cho ấy, 300. Nó cho 300 kim cương ấy, free ấy. Thì bạn cứ mua xong rồi bạn để đấy cho thích lúc nào rảnh. Mình thường thì ngày hoặc 2 ngày mình mới vào một lần. Mình ít khi vào cái này lắm. Mình gọi là vứt đấy, cứ để vứt đấy thôi. Vì Telegram thì nó cũng
tương đối là có tên tuổi, chắc chắn là không sao rồi, cái trang này thì uy tín rồi. Thực ra có cũng có sẽ có nhiều bạn biết rồi, nhưng mà tự dưng mình thấy trên group nhiều bạn hỏi quá thì mình hôm nay mình sẽ làm clip để gửi đến các bạn. Hoặc là khi bạn vào cái group mình tạo trên Telegram này, bạn nào mà có game mới, game khác ở đây thì cũng chia sẻ lên đây để cho các bạn cùng biết nhé. Ok, cảm ơn các bạn. Nhớ subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn bạn.